Khi doanh nghiệp gặp khó khăn, cách vực dậy tinh thần nhân viên để ổn định lòng dân phát triển doanh nghiệp trong tương lai như thế nào? Càng ngày vào thời điểm nhạy cảm này, lãnh đạo cần phải mạnh mẽ hơn để làm chỗ dựa tinh thần cũng như tạo động lực làm việc cho đội ngũ nhân viên, tránh để bất kỳ ai ra đi vì chán nản. Đây là 8 cách ổn định lòng dân khi doanh nghiệp gặp khó khăn, giúp cho bạn khơi dậy lòng nhiệt huyết của họ như lúc ban đầu. Các công ty thành công trên thế giới như Google, Apple cũng từng phải đối mặt với thời kỳ khó khăn. Dù không muốn nhưng chúng ta nên thành thật với nhau rằng sẽ có lúc công ty của bạn gặp khó khăn, có thể đến từ nội bộ, hàng loạt quản lý cấp cao từ chức, đến từ những thương vụ làm ăn không thuận lợi, hoặc là đến từ khủng hoảng truyền thông. Lúc này nhân viên của bạn sẽ rơi vào trạng thái bối rối, nản lòng và mất dần niềm tin vào công ty. Nếu bạn xuất hiện kịp thời, cho họ một lý do để họ ở lại thì họ sẽ nhanh chóng lấy lại tinh thần và cùng với bạn chèo lái con thuyền vượt qua giông bão. Điều đầu tiên đó là quyết liệt ngăn chặn tin đồn khi doanh nghiệp gặp khó khăn. Trong thời điểm này, nếu có một vài tin đồn không tốt xuất hiện trong công ty sẽ gây ra thiệt hại nghiêm trọng, không chỉ đối với tinh thần của nhân viên mà còn đối với danh tiếng của mọi tổ chức. Để ngăn chặn sự lan truyền của tin đồn xấu, bạn phải loại bỏ sự mơ hồ, tìm ra những nhân viên góp mặt nhiều nhất vào sự việc, nghiêm khắc xử lý tình hình tùy theo tính chất nghiêm trọng của tin đồn. Đừng quên nhắc nhở lại nhân viên về việc kỷ luật của công ty cũng như kỳ vọng của bạn tại nơi làm việc. Thứ hai, trở thành chỗ dựa tinh thần cho nhân viên. Khi doanh nghiệp gặp khó khăn và đứng trước một thách thức mang tính chất sống còn, thì hơn ai hết, người lãnh đạo sẽ phải đối mặt với áp lực căng thẳng. Tuy nhiên lúc này bạn cần điềm tĩnh xử lý mọi chuyện bằng lý trí thay vì cảm tính, tham gia các cuộc đối thoại tích cực và giữ sự mạnh mẽ quyết liệt của bạn trước toàn thể nhân viên. Không nhân viên nào thoải mái ngồi làm việc khi lãnh đạo suốt ngày cau có, tức giận hay vò đầu bứt tai để tìm cách cứu sống doanh nghiệp cả. Những phong cách bạn có thể áp dụng ngay thời điểm nhạy cảm này là định hướng, huấn luyện, kết nối, dân chủ, chỉ huy. Hãy dành thời gian trấn an bản thân bạn mỗi ngày trước khi trấn an nhân viên của bạn. Thứ ba, thường xuyên giao tiếp với nhân viên, tạo cảm giác an tâm khi ở lại. Càng vào thời điểm then chốt này, lãnh đạo cần chia sẻ và lắng nghe nhân viên bạn với sự tôn trọng thường xuyên hơn để mang lại cảm giác an toàn cho họ. Động lực và năng suất làm việc đều nhờ thế mà tăng theo. Nếu trước đây bạn ít giao tiếp thì có thể bắt đầu cuộc trò chuyện bằng các vấn đề cá nhân và xã hội. Cố gắng tránh việc giao tiếp bị gượng gạo bởi hai chữ công việc. Giữ các kênh liên lạc để kịp thời phản hồi, đó là điều thứ tư. Không làm gì xuống tinh thần của nhân viên bằng việc mất liên lạc và của cấp trên của mình khi doanh nghiệp đang gặp khó khăn. Lúc này hãy để nhân viên cảm thấy họ được tôn trọng, có tiếng nói ở bất kỳ lúc nào. Đồng thời phải xác định điều gì đang thực sự xảy ra với đội ngũ nhân viên của bạn để xác định phương án giải quyết càng sớm càng tốt. Duy trì các lịch họp hàng tuần, hàng tháng để cập nhật tình hình hiện tại của công ty. Hãy dành thời gian giải quyết vấn đề của nhân sự của bạn đang gặp phải. Bên cạnh email, Facebook, Zalo thì việc trực tiếp trao đổi lãnh đạo sẽ giúp thông tin của bạn không bị pha loãng. Thứ năm, doanh nghiệp gặp khó khăn càng cần minh bạch thông tin. 37% người lao động có ý định rời bỏ công việc vì sếp của họ thiếu minh bạch. Do đó, ngoài việc tăng cường giao tiếp thì lãnh đạo nên minh bạch hóa mọi thông tin, cụ thể như các thông tin liên quan đến nội bộ thực trạng doanh nghiệp cần được công khai chia sẻ, chủ động minh bạch tài chính doanh thu, rõ ràng trong cơ thể chế về thưởng phạt và chế độ đãi ngộ, đánh giá nhân viên theo năng lực, công khai kết quả đánh giá, đảm bảo sự bình đẳng đối với nhân viên. Mọi thông tin cần được khai báo và thông báo bằng văn bản, bằng email hoặc đăng trên các mạng truyền thông nội bộ. Điều thứ 6 đó là trân trọng mọi cống hiến thành tích của nhân viên. Cảm giác bất lực là kẻ thù số 1 của tinh thần và năng suất lao động. Do đó hãy tạo thêm cơ hội cho nhân viên của bạn được hành động điều gì đó cho công ty và vì công ty. Nếu họ tạo ra được giá trị và tác động tích cực cho công việc, hãy chúc mừng họ kịp thời. Không cần quá quan trọng tới giải thưởng vật chất, sự trân trọng và giá trị tinh thần mới là điều quý giá lúc này. Điều số 7 rất quan trọng, đó là bổ sung các hoạt động vui chơi giải trí xen kẽ giờ làm việc. Tinh thần tốt sẽ giúp thúc đẩy năng suất làm việc của nhân viên, vì thế lãnh đạo có thể phê duyệt chính sách vui chơi giải trí thư giãn tại nơi làm việc để xua tan không khí căng thẳng và áp lực kinh doanh. Có thể làm 15 phút uống trà chiều, 30 phút giải lao cùng tham gia nói chuyện, cùng tham gia cuộc thi nội bộ vào cuối tuần chẳng hạn. Cái cuối cùng thứ 8, chọn ra những tâm phúc để lèo lái cùng mình khi doanh nghiệp gặp khó khăn. Bạn có thể là nhà lãnh đạo tài ba kiệt xuất, nhưng một mình bạn sẽ không thể quản lý định hướng hàng chục hàng trăm con người công ty. Do đó bạn tìm một vài cộng sự tâm phúc để chèo lái doanh nghiệp qua cơn giông bão lúc này.
Không ở đâu xa, cộng sự của bạn có thể là những nhà quản lý cấp trung, nhân viên gắn bó lâu năm với công ty. Để tìm ra được họ, hãy thực hiện một số thủ pháp như gặp một một hoặc trực tiếp xẻ mai sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Thời điểm này hãy gạt bỏ những thành kiến cấp bậc, đồng thời loại bỏ những quản lý không còn nhiệt huyết nữa. Kết luận, thời điểm khó khăn của doanh nghiệp là thách thức, cũng là cơ hội để doanh nghiệp có thể chứng minh được tài năng của mình. Vậy nên, thay vì bị khuất phục, hãy rèn giũa bản thân, gia tăng sự đoàn kết cũng như bồi dưỡng khả năng lãnh đạo để cùng toàn thể nhân viên vượt qua giai đoạn này. Nếu bạn giữ tinh thần và năng suất của nhân viên, chắc chắn doanh nghiệp của bạn sẽ tăng trưởng và bền vững trong tương lai.